Chào bên em, mở cửa anh Bosavin này. Mình lên bên với em một cái dòng mà xiên xoắn độc đỏ rất đẹp nha quý anh em. Đây, xiên xoắn độc đỏ nha quý anh em ha. Thì anh em mình nhu cầu nhảy sở hữu alo ha. Cây bay rất là đẹp luôn, mới bư đế nó ra nha quý anh em, mà không dám bư nhiều anh em ha. Trồng sau cây này đã được ép vào đất rồi, Akayama đất Nhật rồi. Đây nè quý anh em ha. Đó, thì anh em mình là nhu cầu alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987 nha quý anh em. Cây bay ha, cây bay rất là đẹp. Đây này là dòng hàng đảo đang hồi cho quý anh em luôn nha quý anh em. Thì độc đỏ, độc xa xem độc đỏ cho quý anh em ha. Cảm ơn quý anh em rất nhiều. Anh em nhu cầu giao dịch alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987. Chiều cao của cây này khoảng 55, tàng bay của nó khoảng 80 nha quý anh em. Nhìn vậy cho nó cũng bộ tàng rất là lớn, lắc rất là đẹp luôn. Để ép được đất Nhật rồi nè ha. Nâng đế thì mới nâng vô đây thôi, không dám nâng nhiều, cái nâng nhiều nó hư vậy là lạnh á. Mùa sau là bảo đảm bảo hành trái cho quý anh em từ A tới Z luôn nha. Anh em nhu cầu nhảy sở hữu tác phẩm alo cho mình và số điện thoại Zalo 0932411987 ha. Quay nhanh thôi, không làm mất thời gian của quý anh em. Cái dàn xương dàn tay này làm rất là kỹ rồi ha. Nhưng mà mùa lạnh thì mình chưa có bấm. Cho mấy hôm nay thời tiết của miền Trung nó hơi chuyển lạnh thì mình không bấm. À còn trái đây quý anh em. Đầu ra thấy trái nè. Mùa này đâu phải mùa nó đâu mà ra trái này quý anh em. Thế à? Ok hết nha quý anh em. Cảm ơn quý anh em rất nhiều. Ồ bông nữa này. Ôi trời. Bông nữa quý anh em. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha. Anh em nhu cầu giao dịch alo cho mình. Số điện thoại Zalo 0932411987. Tính từ đây qua đây cả chầu luôn là không 1 mét nha, chúng phải đua đâu quý anh em. Đây có hàng lớn nha, hàng nhỏ nha quý anh em. Cảm ơn quý anh em rất nhiều.